Dạ xin chào các bác, em là Tuấn Bắc Cạn. Hôm nay em các bác đặt cái địa lan Trần Mộng của em nhiều quá thì hôm nay em có hàng về cho các bác ạ. Từ giờ trở đi là lúc nào em có giống để phục vụ cho các bác. Đây là Trần Mộng Xuân của Sapa. Bây giờ nó đã vừa mới trải qua một cái mùa hoa thì cái phần lá nó không được đẹp lắm đâu các bác. Do nó lấy sức về để nuôi hoa nó cho nên là nó không được đẹp. Đây là nơi đỏ cánh vàng này. Trần Mộng Sapa thì lúc nào nó cũng đẹp. Đấy, bông nó to và cái cần hoa rất là dài. Dài từ 6-70 đến 1 mét. Cây càng lá dài thì hoa lại càng dài. Đây bụi này lá dài này. Thì cần hoa sẽ dài hơn. Nhưng mà trồng cái lá dài thì hoa nó cây em cảm thấy nó không được đẹp bằng cây ngắn. Một bụi Trần Mộng Sapa thì thường nó được khoảng 2 cân, 3 cân, 5 cân, 7 cân, 10 cân, nói chung là Trần Mộng rất là nhiều bụi các bạn. Đây có những bụi này nè. Xem nào. Bụi này được hơn 3 cân, đa số là bụi 2 cân, 3 cân. Cái trồng thì các bác thì nếu mà các bác trồng thì tốt nhất chỉ dùng mỗi than củ với bột sơ dừa hoặc là vỏ thông bột sơ dừa thôi thì nó sẽ đẻ rất là nhanh. Bây giờ nó đang là thời kỳ mùa xuân này thì cái gì nó cũng phải đẻ, bắt buộc phải đẻ. Nó cái đặc biệt cái hàng này thì không chuyển phát chậm được các bác, phải chuyển phát nhanh bởi vì là do cái lá của nó hay bị vàng, có thể vàng cả bụi luôn đấy. Cho nên nếu chuyển phát chậm thì thường chắc chắn là cây là hỏng. Em gửi chậm mấy lần nhưng đều không thành công, đều hỏng hết của khách hàng, em thấy rất là tiếc. Mà chuyển phát nhanh thì cước nó khá đắt các bạn, là nó vào 70.000 một cân cước ấy, cước phát nhanh ấy. Cước phát nhanh 70.000 một cân nên là các bác cân nhắc nhá. Ví dụ mua bụi 3 cân thì nó khoảng cước khoảng 200. 2 cân thì nó khoảng 130. Đây các bạn. Hoa rất là to, hoa to bằng chén luôn. Đó này nó hơi khó trồng. Cho nên các bạn nếu muốn trồng thì tốt nhất là sử dụng bột sơ dừa. Bột sơ dừa và cái vỏ thông ấy, thì bột sơ dừa thì cái điện lan này cứ nhìn thấy bột sơ dừa thì nó sẽ mọc, nó sẽ kiểu như là kích thích mọc rễ nhanh ra để nó hút cái chất dinh dưỡng ở bột sơ dừa. Bột sơ dừa rất nhiều chất dinh dưỡng. Dùng cái bột không ấy các bạn, nói họ xay ra thành bao, một cái bao là họ bán 40-40 nghìn một bao sơ dừa ấy. Các bác mua về không trộn vỏ thông để tránh cái tình trạng là sơ dừa nó làm ngạt cái rễ lan mà. Để cho nó kiểu như là người ta còn như em thấy người ta trồng điện lan người ta hay dùng cả đá ấy. Thì các bác trộn vỏ thông với bột sơ dừa tỷ lệ là 5 vỏ thông, 5 bột sơ dừa vào nhau. Thì bắt đầu là các bác trồng. Còn đến tầm tháng 6, tháng 7 các bác kích hoa thì nó sẽ có khả năng ra hoa. Còn lại hơi khó có hoa. Cái này em đoán là 100 một cân các bác nhá. Cái này em phải chuyển phát nhanh thì miền Bắc và miền Nam thì nó khoảng 70.000 một cân cước đó. Thì các bác cứ cân nhắc. Hàng thì nó toàn là bụi thôi bởi vì cái này trồng xong rồi thì trồng thuần. Cái này trồng thuần rồi ai nhổ, ai mua thì nhổ lên bán thôi. Nhổ lên cắt dễ bán thì hàng thì quanh năm lúc nào nó cũng tươi tốt. Khi các bác nhận hàng vẫn tươi tốt nhưng mà về chăm nó hay bị sốc nhiệt thì lá sẽ vàng, nhưng mà nó vàng thì nó sẽ đẻ cái con ra. Như là bụi này nó chưa đẻ con này. Bụi này chưa đẻ con, còn bụi này thì nó đã đẻ, bắt đầu đẻ này. Đấy. Số lượng thì không hạn chế, các bác mua bao nhiêu cũng có. Nếu số lượng lớn thì em sẽ bớt giá cho các bác. Em gửi về theo. Nếu mà các bác lấy từ 20 cân thì em sẽ gửi cho xe khách nhé. Còn nếu lấy từ 10 cân trở 20 cân trở xuống thì em sẽ gửi bưu điện. Giá em bán là 100 một cân. Vâng. Các bác có lấy hàng gì thì liên hệ em nhé. Em sử dụng hai số điện thoại. Nhưng mà cái Trần Mộng Xuân này là do chuyển phát nhanh cho nên là nếu mà các bác lấy hàng ấy, thì chỉ nên lấy mỗi Trần Mộng Xuân thôi. Còn các hàng khác như vật tư hay là cái gì đấy thì lấy kèm thì cái cước nó sẽ đội lên rất là cao. Cho nên là lấy lan thì lấy mỗi lan thôi ạ. Rồi, cảm ơn các bác nhé.